Tại Ninh Bình, kính chào quý vị anh chị yêu thanh mỹ bãi trên toàn quốc. Để tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay thì theo nhu cầu của nhiều những bác khách trên kênh của Tị Ninh Bình, trong thời gian gần đây Tị Ninh Bình về được những cặp đó là STX 825 cũng như tiếp tục cập bến những các cái mã đó là MA6 1400. Đây là những con đẩy Martin được hãng Martin đặt của hãng Lắp Ruben FP sản xuất. Bởi vậy nên con này nó là máy của Thụy Điển sản xuất. Và con này khi về thì Tị Ninh Bình cũng đã có video giới thiệu chi tiết về nguồn gốc xuất xứ cũng như về công suất và về cái nội thất ở bên trong. Vì vậy nên nhiều những quý vị anh chị chúng ta nói với Tị Ninh Bình là hãy test với những cái cặp loa lớn xem công suất nó đánh như thế nào, có mạnh hay không. Vì vậy nên ngày hôm nay Tị Ninh Bình sẽ lấy cái cặp đó là STX 825 này, được thiết kế với cấu hình là hai loa bát 40 từ 220 côn là 100. Tình trạng của những cặp này về với Tị Ninh Bình thì nó là đẹp xuất sắc rồi, đẹp như thời bóc xốp rồi các bác nhé. Đấy, nói về cặp loa như này và những con đẩy như này thì cũng không phải là dạng vừa, cũng rất là đẹp. Những quý vị nào đã xem ở trong máy thì chúng ta biết rồi. Và ở clip này thì Tị Audio sẽ test để quý vị anh chị chúng ta có cái video tham khảo để chúng ta có nhu cầu lựa chọn những cái sản phẩm loa hoặc những sản phẩm đẩy để phù hợp cho cái không gian, cho cái tiêu chí của nhiều những quý vị anh chị. Đấy. Những quý vị anh chị nào có nhu cầu để mua sắm các thiết bị nâng cấp gì hoặc cần test những sản phẩm gì để trải nghiệm, chúng ta cứ hãy comment trên kênh của Tị Ninh Bình để Tị Ninh Bình sẽ thực hiện nhiều những các cái clip test những cái sản phẩm đẩy kết hợp với những cái cặp loa nhiều cái mã đời mà Tị Ninh Bình đang có. Ở video này, mục tiêu chính của Tị Ninh Bình đó là test con đẩy này đánh với cặp STX 825 để quý vị anh chị chúng ta cùng trải nghiệm và thưởng thức. Ở đây thì Tị Audio thường nha thì anh em hay mở hết cái vòng tua này, nhưng mà thôi, ở đây Tị Ninh Bình cũng gọi là mở ở mức vừa phải như này là nó đã đánh coi là rất là căng rồi, nên không cần phải mở lớn. Tị Ninh Bình chỉ mở ở cái mức 12 giờ này, quý vị anh chị chúng ta cùng đón nghe nhé. Và bây giờ thì Tị Ninh Bình sẽ kích hoạt nó đây.
Vâng ạ, một combo hai sản phẩm cực kỳ chất, giá chưa tới 100 triệu. Vì vậy nên quý vị anh chị nào, chúng ta có một không gian đủ lớn mà chúng ta có niềm đam mê đánh với những tiếng trống ra như bom, thì chúng ta hãy sở hữu cấu hình này với hai sản phẩm, một con đáy này và một cặp loa đẹp xuất sắc rơi thùng xốp, giá chưa tới 100 triệu. Vì vậy nên quý vị anh chị nào chúng ta quan tâm, xin hãy liên hệ bằng số điện thoại với Tị Ninh Bình hoặc Zalo để được tư vấn thêm về sản phẩm. Và bây giờ Tị Ninh Bình xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.